Câu hỏi lớn mà chúng ta luôn luôn có trong đầu đó là chết rồi tôi đi về đâu? Chết không phải hết đâu. Mà chết rồi đi về đâu? Chết rồi đi về đâu? Sanh ra tiếp tục làm cái con gì? Có được làm con người nữa không? Con nó cũng là con phải không quý vị? con người con chó con mèo con rắn con chuột nó cũng có cái chữ con đứng đầu sau khi chết có cái gì đảm bảo để tôi có thể tiếp tục sinh làm người nữa hay không đấy là kim chỉ nam trong đời sống sau khi chết ta sẽ đi về đâu về cảnh giới nào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Mà ta sinh là làm con gì đời này tham ăn nhiều ăn mà không biết trời đất gì hết á tu mấy chục năm rồi cũng vẫn thấy đồ ăn ngon cái nhào tới ăn mà anh nứt bụng luôn thì cái đó là không có chánh niệm sinh về cảnh giới của súc sanh tu kiểu gì cũng thành súc sanh hết à tại vì cái bánh xe nó chạy á quý vị nó có trớn nó cứ lăn hoài lăn hoài à nó trớn nó lăn hoài không bao giờ nó ngừng cho tới khi nào hết trớn á tức là thôi không có đắm chìm trong những cảm xúc dục lạc khi anh anh vừa đủ thôi anh thiếu một chút cũng càng tốt nữa Để có cảm giác Để có trí, trí tuệ Đấy. Câu hỏi lớn nhất vẫn là Sau khi chết tôi đi về đâu nó tôi thành con gì Danh sắc tức là thân và tâm này nè Sắc thọ tưởng hành thức Khi chết thì nó mất hết rồi sắc pháp và đương nhiên nó hoại rồi cái thân này nó hoại rồi. 65 kg chứ mà đem đi thiêu còn lại có 200 g à. Ở trong này quý vị có quý vị nào khi đi thiêu rồi có xá lợi không? Biết trước không? Biết trước là mình sẽ có xá lợi không? Chắc có phải không? Tu giỏi mà. Tu giỏi thì biết mình sẽ có xá lợi pháp môn nào cũng tu hết á niệm phật trì chú thiền tứ niệm xứ chùa nào cũng đi thiền viện nào cũng tới chỗ nào có khóa tu đều nhảy vô tu siêng năng vậy mà phải biết mình có xa lợi chứ hả phải không chắc chắn mình phải có xa lợi phải không quý vị đi tu ta phải biết câu hỏi lớn nhất là sau khi chết tôi đi về đâu đức phật đó, đã có người tới hỏi đức phật trong cái lúc con hoảng hốt con không nhớ gì hết á mà lúc bây giờ con chết thì con sẽ sinh về cảnh giới nào đức phật đừng có lo nó giống như là cái cái hũ mà ở Ấn Độ người ta cái hũ bằng bằng đất nung á quý vị. Đất sứ nung. Cái hũ nó đựng dầu ra giữa biển khơi á, cái hũ nó bể. Thì dầu nó nổi mà những cái phần vỡ của cái hũ nó chìm. Đức Phật nó chúng sanh đi theo nghiệp đừng có lo là mình cố gắng niệm Phật trì chú hoặc là ngồi thiền tứ niệm xứ vân 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 mà Đức Phật đã dạy nó đi theo nghiệp phần đầu chìm nó chìm phần đầu nổi nó nổi và Đức Phật đã hỏi cái phần mà nó chìm rồi đó mà nếu chưa Thánh tăng mà đứng cầu nguyện, cái phần chìm nó có nổi lên không? Cục đá nó có nổi lên không? Nên thưa là không. Là sao mà cục đá nổi lên được? Cầu nguyện mà cục đá nổi lên nổi? Chúng sanh đi theo nghiệp, cho nên cái cầu siêu để cho an tâm người sống, nhắc nhở người chết việc lớn nhất cũng vẫn là phải làm các việc phước thiện tránh các điều ác luôn làm các điều thiện trong cái bài kinh hạnh con chó đức phật nói rõ bốn cái nhân nó tạo ra bốn cái quả bốn cái nghiệp nó tạo nên bốn cõi nghiệp đen cho quả đen cái là nghiệp bất thiện đó. nghiệp bất thiện thì cho quả bất thiện cái đó thì chắc chắn ai cũng hiểu rồi gì trong đạo tràng này biết bất thiện là gì rồi gì hành động theo cảm xúc thân khẩu ý không được thanh tịnh cúng dường bố thí mà còn khởi tâm tiếc thì cũng là bất thiện vào thời phật đó, có ông đông già giàu mà ông ăn khoai với nằm đất chư tăng tới hỏi phật nói tại sao ông thụ thưởng đức phật nó tìm kiếp ông này ông bố thí cúng dường cho một vị đồng giác phật sau khi cúng dường xong ông tiếc ông ơi, sao cúng nhiều vậy và chính vì cái tư tưởng bất thiện đó, nảy sinh ra sau khi cúng dường cho nên á ông được thọ nhận cúng dường được phước đấy nhà lớn đồ ăn ngon mà người khác ăn à ông ăn không được ông ăn khoai với nằm đất cho nên cái nghiệp đó, nó do thân khẩu ý ý sinh là nghiệp sinh ý dẫn đầu các pháp ý tẩu tác ý làm chủ ở trong kinh pháp cứu Phật dạy vậy đó. cho nên cái việc người tu sơ cơ trước hết là chúng ta cố gắng làm các việc thiện việc nhỏ nhất cũng cố gắng làm một ngày đi kiếm việc thiện để làm đi mẹ mình lo mình đi kiếm việc thiện mình làm thì chắc chắn mình sẽ tránh né các việc bất thiện đó là hai cái pháp ở trong bảy pháp mà Đức Phật dạy loại trừ lậu hoặc đấy. Thọ nhận tức là đi làm đi. Đi làm việc thiện. Chuyện nhỏ nhất cũng làm. Mà mà vì mình đi làm việc thiện cho nên các việc bất thiện nhỏ nhất mình cũng bỏ, đó là tránh né. Tự nhiên mình làm thôi. Là mình đã thuần thục hai cái pháp đó rồi trong bảy pháp loại trừ lậu hoặc tránh né các việc bất thiện luôn luôn làm các việc thiện thế là nghiệp đen tạo ra quả đen nghiệp trắng tạo ra quả trắng nay ta không tạo nghiệp đen thì ta sẽ không có quả đen tức là ta sẽ không rớt vào bốn đường ác đạo khổ hễ là dầu thì nó nổi đá thì nó chìm Đấy ta cứ tạo các nghiệp trắng thì ta sẽ sanh về cảnh giới an lành không có ông nào mà cầu nguyện cầu siêu mà cho nó về cảnh giới an lành được đâu nếu vị đó có thanh tịnh có từ tâm thì năng lực các ngài cũng chỉ tác động thôi tác động thôi nhắc nhở mà nhắc mà người đó họ cái nghiệp nó quá nặng Nó không nghe Hoặc là nó nghe mà nó không làm Thì cũng chịu thua thôi Phật nói đâu phải người nào cũng nghe Phật đâu Cũng có người cãi Phật không nghe chứ Nhưng tỷ xá đó Đức Phật nói Người không có linh hồn Chết đi theo nghiệp nó Nói Phật Đức Thế Tôn con biết Đức Phật dạy con biết Nhưng mà con vẫn tin con người có linh hồn. Đấy. Đâu phải Đức Phật nói mà người ta nghe đâu. Bằng chứng là Phật nói có cái khổ buông cái khổ đi, buông sự dính mắc đi. Thoát ra khỏi sanh tử ưu bi phiền não mà chúng ta có ai nghe Phật đâu. Ăn thì muốn ăn nhiều. Ở thì muốn ở nơi sung sướng mà ở sung sướng thì tức là thọ thọ nhận rồi thọ lạc rồi. thọ lạc thì sinh về cảnh khổ chúng ta làm trái lời Phật Phật nói ta đâu có làm đúng lời Phật đâu Phật nói bố thí thì ta chấp thủ bố thí từ lời anh tiếng nói bố thí từ cái sinh hận bố thí từ cái phiền não tức là bỏ đi á ta có bỏ đâu bật nó vào rừng vắng đồng vắng nhà vắng ngồi dưới gốc cây. Thì mới giải thoát được ta có làm đâu. Ta đi kiếm chùa, kiếm thiền viện, kiếm ông thầy, ông thầy còn chưa giải thoát nữa. Chưa chắc ông thầy đã giải thoát. Thế thì trong bài hạnh bài kinh hạnh con chó Đức Phật dạy nghiệp đen tạo quả đen, nghiệp trắng tạo quả đen, trắng nhưng trong cuộc đời chúng ta luôn luôn có một chút thiện, một chút bất thiện. Tức là nghiệp đen, trắng. Con chút trắng và chút đen, phải không quý vị? Cũng có lúc làm thiện, ráng ráng làm thiện. Mà cũng có lúc ráng ráng làm cái chuyện bất thiện. Tham ăn, tham ngủ là bất thiện đấy. Tham bảo quản cái thân mình là bất thiện đấy. Thọ lạc. Để giải thoát thì Đức Phật đấy phải thấy rõ chúng sanh đi theo nghiệp mà muốn giải thoát thì phải cái nghiệp thứ tư á lấy nghiệp trị nghiệp à, lấy độc trị độc cái nghiệp thứ tư tức là nghiệp cương quyết loại trừ các nghiệp đen trắng tức là không có dính tới nữa vào rừng vắng đồng vắng nhà vắng ngồi dưới gốc cây thở vào quan sát hơi thở vào thở ra quan sát hơi thở ra từ đầu cho tới chân đều nhận biết đi biết đi đứng biết đứng tất cả những việc làm ấy để làm gì không phải hơi thở đưa tới giải thoát không thể đi để biết giải thoát đứng để biết giải thoát không phải mà sự nhận thức luôn luôn cảnh giác luôn luôn nhận biết nhận biết ta đang làm cái gì và sự nhận biết ấy mỗi ngày một giọt một giọt như cái giọt nước á nó là tuệ giác lúc đầu nó bị gián đoạn tại vì nó mê cảnh nhưng mà nếu siêng tập tu thì sự nhận thức nó liên tục nó không bị gián đoạn thở vào biết thở ra biết theo dõi hơi thở hơi thở dài biết hơi thở ngắn biết cái hơi thở sự quan sát hơi thở nó không đưa tới giải thoát nhưng sự nhận thức của ta nhận thức rằng nhận biết rằng hơi thở đang dài nhận biết rằng hơi thở đang ngắn sự nhận biết ấy nó không bị chi phối bởi ngoại cảnh nó liên tục nhận biết và sự nhận biết ấy chính là tuệ nó giống như một cái ly mà quý vị mỗi ngày bỏ một giọt nước, một giọt nước, một giọt nước. Sự nhận biết ấy chính là tuệ, tức là thiện pháp. Sự nhận biết ấy nó không có bị ảnh hưởng bởi tham sân si. Tại vì tôi lắng nghe hơi thở thì tôi biết ngay nó sân diệt. Tôi lắng nghe, chú ý vào cái hơi thở thì tôi thấy cảm giác của thân nó cũng sanh diệt cái tâm tôi nó cũng sanh diệt lúc buồn lúc vui lúc chú ý lúc không chú ý sự nhận thức của tôi nó cũng bị gián đoạn tức là nó có sanh có diệt cho tới khi nào quý vị thấy được sự sanh diệt liên tục và tới một lúc không thể theo dõi được tại vì sự sanh diệt quá nhanh trong một giây ấy, nó tới 17 tỷ, 460 triệu cái sự sanh diệt, nó quá nhanh. Mà nếu ta theo dõi được, ta thấy được sự sanh diệt liên tục như vậy. Thì ở trong kinh Ngài xá Lợi Phất nói nó phải chứng vào tu đầu hoàn, tại vì nó tuệ sanh diệt, tuệ vô thường. Cái tuệ nó biết rõ sự vô thường. Sự huân tập và hơi thở. Sự chú ý và hơi thở. Sự chú ý vào các cảm xúc của thân. Sự chú ý vào các hành động của thân. Đi đứng nằm ngồi. Sự chú ý vào cảm giác của cái ăn. Cây đắng ngọt chát bùi. Ngay cả như vị cây ta ăn miếng đầu tiên ta thấy nó cay, ăn miếng thứ gì bớt cay, ăn miếng thứ ba cánh miếng, miếng ớt thứ ba thấy nó giảm nhiều, ta có thấy không? không phải thấy cái độ cay giảm mà thấy rằng cái sự nhận biết của ta có thay đổi, trái ớt nó cũng thế thôi, cũng trái ớt đó mà tại sao cái miếng đầu nó cay nhiều? Miếng thứ nhì nó bớt cái tức là sự nhận biết về cái độ cay của ta đã thay đổi tức là vô thường đấy nếu ta nhận biết được ta ghi nhận được thì ta có cái tuệ vô thường còn nếu ta không nhận biết được thì ta đi vào cái thức nó tạo nên nghiệp chúng sanh đi theo nghiệp chúng sanh đi theo nghiệp Nghiệp là những hành động tạo tác đã thành. Do sự vô thức. Do sự vô thức. Nó đều có cái ý ngủ ngầm. Đó, nó dẫn nhất. Thương ghét buồn vui. Tất cả những cái thứ ấy đều tạo nên cái bản ngã. Vậy có bản ngã thì có đi tay sân Có bản ngã đi tay sân Cho nên ta phải có sự nhận biết liên tục. Nhận biết rằng nó sanh nó diệt sự nhận thức của ta nó thay đổi bây giờ ăn miếng ớt thì cũng trái ớt đó mà cắn cái miếng thứ nhất thấy nó cay quá cắn miếng thứ nhì nó bớt cay cắn miếng thứ ba thì thấy nó lạp lạp cay rồi cũng trái ớt đấy chứ đâu phải trái ớt nào khác nhưng tại sao cái sự nhận thức về cay nó thay đổi mà nếu ta nhận biết rằng nó đang thay đổi ấy chính là sự nhận thức về vô thường sự nhận biết nó có sai mà nó có tuệ vô thường thì thấy rằng chẳng có cái gì kiểm soát được hết chẳng có cái gì của ta vì các thứ đều vô thường mà thì tự nó nó hiểu không có gì của ta mà nếu không có gì của ta hay là ta thì là nó không có dính mắc nữa mà không có dính mắt thì là giải thoát đó quý vị cho nên nó tu tập trong đời sống hàng ngày quan sát nhận biết mà muốn quan sát nhận biết luôn luôn phải có cảnh giác như lửa cháy trên đầu nếu tắt hơi thở rồi ta đi về đâu? Nếu tắt hơi thở ta đi về đâu? Chúng sanh đi theo nghiệp. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Thì sự tu tập mới có thành tựu. Đi những khóa tu rồi về rồi ăn cũng vô thức, ngủ cũng vô thức, hành xử cũng vô thức thì có ích lợi gì? Có những vị đi cả chục khóa tu Mỗi khóa kéo dài cả tháng Rồi về rồi Y nguyên Suy tư Ăn uống ngủ nghỉ Trở lại bản chất y nguyên Tức là cái bánh xe Bánh xe nghiệp á Nó tiếp tục nó lăn Mà ta lại tiếp tục Tác động trên bánh xe nghiệp Để cho nó lăn tiếp cho nên đạo Phật là đạo có trí tuệ, uy tuệ thị nghiệp. Tất cả bát thánh đạo, tám chi phần hay 10 chi phần, Đức Phật dạy chỉ để có một mục đích. Nhận biết, phát triển, tăng trưởng, bảo quản, rồi tiếp tục tăng trưởng, tuệ giác. Nhận biết rõ, nhận biết rõ các thứ đều vô thường sự nhận biết cũng vô thường cho nên ta không có dính mắt ta không có chấp thủ ta không có định kiến tại vì nếu có nói có tôi biết nó thành ra sở chi chướng Mãi sở chi chướng thì kiến thức đấy Là tiếp tục dẫn tới tái sanh Cố gắng quý vị Nghiệp thiện Đưa ra quả thiện Nghiệp trắng đưa ra quả trắng cố gắng mỗi ngày làm một việc thiện mình không tu giỏi thì ít nhất mình cũng làm việc thiện đi tìm một việc thiện gì đó trong ngày để làm nói một lời từ ái giúp đỡ cho một người nào đó và hoan hỷ với thiện sự để nếu có chết mà chưa thu tập gì được á thì nó cũng là cái giàu nó nổi 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 trên mặt nước chứ nó không là cục đá nó chìm dưới sâu không ai giúp quý vị được không có ông nào cầu nguyện để cho cục đá nổi lên mà cái dầu nó chìm xuống không có phật đã dạy rõ ràng tự mình thôi cố gắng làm một việc thiện cố gắng tránh những điều ác hai cái điều đó căn bản và đừng quên là sanh tử bất cứ giờ nào cũng có thể xảy ra. Chúng sanh đi theo nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện thôi. Sáng nay ta còn gặp nhau. Trưa rồi có người báo tin nữa là có đám ma. Chuyện đó nó xảy ra hoài. Phải nhớ điều đó. Để mà tu tập. Đừng có sao lãng sư kể câu chuyện để kết thúc nhé chuyện này đức phật nói có một con chó nó ở bên bờ bên sông bên này chủ nó ở bên kia bên kia bờ chủ nó kêu nó nó nghe tiếng chủ kêu cái nó nhảy xuống dòng sông nó lội qua bên kia để nó tìm ông chủ chủ gọi thì chó nó chạy theo à nhảy xuống nó lội nó vừa mới ra tới giữa dòng sông á thì nó lại ngửi được cái mùi thịt nướng ở bên bờ bên này à, người ta nướng thịt á thơm á bay tới cái mũi nó bay tới cái mũi đó cái lập tức nó quay trở lại cái bờ vì nó bị cảm giác bởi nơi cái mùi cái mùi thịt nướng nó quay trở lại kiếm ăn ông chủ thấy nó quay trở lại không chịu đi theo mình vì lòng thương ông gọi tiếp mà hãy ông gọi thì nó nhớ tới ông lập tức nó quay trở lại ông nhưng nó vừa mới đi nửa chừng lại cái mùi thịt nướng nữa bay tới gió nó thổi bay tới thế là con chó lại tiếp tục quay trở lại bờ bên này để mà kiếm ăn kiếm miếng thịt nướng và cứ như thế nó quay vòng 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 một khúc này khúc kia cuối cùng nó đuối sức nó chết chìm giữa dòng sông một bên đó là chủ gọi tượng trưng cho đức phật như lai như lai nó tu đi giải thoát đi các con nhưng bờ bên này đó có cảm xúc dục lạc nào cha nào chồng nào vợ nào con nào nhà nào cửa nào chùa nào áo nào y nào tiền nào bạc nào chức nào tước những cái thứ đó nó giống như là mùi thịt nướng ở trong câu chuyện này nó tạo nên cảm giác hấp dẫn và con chó đó nó cứ quay vòng 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 vòng, vòng giữa sông để rồi cuối cùng chết chìm giữa dòng sông mà chẳng đến bờ nào được cả Thà là ở bờ bên đây đi để ăn ba cái miếng thịt nướng đó. rồi chết cũng sao phải không quý vị ở giữa dòng sông nửa qua bên đây nửa qua bên kia không nghe lời của như lai và chết chìm giữa dòng sông mê chúng sanh đi theo nghiệp thưa chư vị không ai cứu ai được hết đó. đức phật đã nhiều lần rồi ngài nói cho ngạ quỷ quỷ giả xoa mà nhiều lúc đức phật cũng phải dụ nó nữa nó mới chịu nghe chứ không phải đơn giản đâu không phải là tự nhiên mà nó nghe lời đức phật đâu đức phật phải dụ nó để nó không làm ác nữa ngày ananda đi theo đức phật trước khi đi theo đức phật đó, thì có hứa hôn với thằng cô công chúa đẹp cho nên đã đi theo Đức Phật mà cái tâm cứ tơ tưởng Đức Phật biết cho nên Ngài dẫn Ngài Nanda lên trên cõi trời thấy tiên nữ rồi về dọc đường á đi ngang cái rừng cháy có con chó già nó nằm á sắp chết rừng cháy con chó nó cũng bị cháy về tới nơi Đức Phật hỏi Ngài Ananda này Ananda Ngươi so sánh công chúa của nhà ngươi Với tiên nữ ở trên trời sao Ananda nói Bạch Đức Thế Tôn Nếu mà so sánh thì chẳng khác gì Công chúa của con giống như con chó già Chờ chết ở đám rừng cháy Nông ăn thua dễ đó Tiên nữ đẹp tuyệt vời Cái gì cũng là hoàn hảo Đức Phật mới nói vậy nhà ngươi ráng tu đi. Ráng tu đi để được lên cõi thiên nó gặp tiên nữ. Ông này ông nghe nói vậy ông ráng ngồi thiền để ông được gặp tiên nữ. Bạn bè biết thì nói xấu ông ông buồn ông trốn vào trong một cái góc cây hốc cây ông tu mấy tháng sau ông chứng A la hán cái ẩn dụ mà thấy tin nữ là gì tức là ta đi vào thiền viện ta đọc kinh sách để ta lìa đi những cảm xúc dục lạc say đắm nơi mắt tai mũi lưỡi nhưng những chỗ ấy là những chỗ tạm nó không phải là nơi giải thoát mà nếu ta dính mắt vào những chỗ ấy thì ta sẽ không bao giờ tìm được sự giải thoát nó buông cả luôn vào rừng vắng đồng vắng ngồi dưới gốc cây lưng thẳng lên thở ra thở vào quan tâm chú tâm cảnh giác nhận biết nhận biết hơi thở dài hơi thở ra hơi thở vào thấy các pháp đều vô thường tuệ vô thường nó phát sinh Đó, phật dạy đấy nhưng mà Phật dạy trong bài kinh tứ niệm xứ Phật dạy đây là con đường ngắn nhất. Có nhiều người dịch là đây là con đường độc nhất. Đức Phật không nói con đường độc nhất đâu, ngài nói đây là con đường ngắn nhất. Ngắn nhất là tại sao? Tại sao là ngắn nhất? Tại vì nó nhìn ngay cái thân nè, nhìn ngay cái hơi thở nè, hằng ngày đều có cái đề mục để mà ta chú tâm ta theo dõi được. Hằng ngày quý vị ăn, uống, ngủ, nghỉ, mắt, tai, mũi, lưỡi nó chạy theo cảnh trần chạy theo cảnh trần tức là tâm ma ưa thích cái cảnh đó thì nó sẽ sanh về cảnh đó thôi ham ăn thì nó chạy theo ăn ham ngủ nó chạy theo ngủ rất đơn giản Đúng. sống sao chết vậy đức phật trong kinh trung bộ ngài nói cây lúc sống nghiêng về hướng nào chết về, đổ về hướng đó ta phải lấy nghiệp trị nghiệp ở trong bài kinh hạnh con chó đức phật nói có cái tâm cương quyết từ bỏ tất cả những cảm xúc dục lạc những cái cảnh làm cho mình cản bị cản trở mà mình không thể nào tu tập được phải lìa bỏ nó với tâm lìa bỏ thì mới tu được lấy độc trị độc lấy nghiệp trị nghiệp nam mô bổn sư thích Cả mâu ni phật